Người ta có chồng có vợ thì người ta có hạnh phúc, còn cô không có. Dạ. Người ta chồng vợ thì có cái đó cái đăng, nhưng mà cô có cái đăng không, không có cái đó. Cảm giác mình ước gì giống như người ta có hạnh phúc, đi Dạ. đâu chở có nhau, hay là anh ơi anh đi làm chiều anh về vậy. Rồi mỗi buổi cơm mà một mình cô cảm giác như thế nào? Cảm thấy nước mắt chẳng cơm. Dạ. Mình ao ước hả, mình được cái giống như mọi người có hạnh phúc gì đó. Dạ. Em đến cái chương trình này á, là để cho mấy anh biết em là em đi dị là 2006, mà em nuôi con em là hôm nay 30 tuổi rồi. Rồi em gả, hôm nay cô đơn. Nhưng anh nào cô đơn giống như em vậy thì xin liên lạc về Phúc Nghĩa để tìm hiểu nhau và đến với nhau. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Dạ con chào cô. Con chào Phúc Nghĩa. Cô chào khán giả giúp con. Xin chào khán giả trong ngoài nước. Được Dạ. nhiều sức khỏe và vui tươi, hạnh phúc. Dạ con cảm ơn cô. Con mời cô chia sẻ giúp con. Năm nay mình được mấy mươi tin gì và từ đâu đến để cho các cô chú khán giả biết rõ được gì mình hơn á cô. Con mời Cô cô. từ ở quận Bình Tân. Dạ. Cô năm nay là sinh 1964. Dạ. Năm nay mình được mấy mươi, mình tính gì cô? Cô là Trương Thị Bảy. Dạ. Cô năm nay mình được mấy mươi cô? Dạ, 61. Dạ, cô 7 61 tuổi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Dạ. Cô mời cô chia sẻ thêm hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình đó cô. Cô với ông xã cô là thôi 2006 tới Dạ. đến nay, cũng như là cô ở vậy cũng nuôi con Là gần chứ 20 năm hả cô? gần 20 mười mấy năm, 20 năm gì đó. Dạ. Rồi từ ngày cô với ông xã chia tay đến ngày hôm nay, cô có bước thêm bước nào nữa không cô? Không, cô không có bước, tại vì con mình con gái nên không dám. Dạ. Rồi cô được mấy thành viên trong gia đình, mấy người con? Có một người thôi. Dạ. Cô có tham gia chưa cô? Có rồi. Dạ có rồi. Dạ có 2 năm rồi. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là cô ở với ai? Cô ở với nhỏ con gái, nhưng mà nhỏ con gái nó đi đi về về bên chồng nó. Dạ, con mời cô chia sẻ thêm á, hiện tại bây giờ cái công việc mình làm công việc gì cô? Cô bán cam. Dạ, cô bán cam, rồi hồi trước cô làm việc gì? Cô cũng buôn bán rau cải hồi trước kia. Dạ, con mời cô chia sẻ thêm á, cái nỗi cô đơn của mình khi mà không có ông xã và khi mà con đi lấy chồng rồi á. Rồi mỗi buổi chiều rồi mình cô đơn như thế nào á, cô mời cô chia sẻ để cho các chú hiểu được và an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu á, cô mời cô chia sẻ. Cô thì bán cam chiều cô về thì cô đi chùa đọc kinh. Dạ. Rồi Rồi, dạ. sau đó thì hồi xưa thì có ông xã thì người ta có chồng có vợ thì người ta có hạnh phúc, còn cô không có. Dạ. Người ta chồng vợ thì có cái đó cái đăng, nhưng mà cô có cái đăng không, không có cái đó. Dạ. Rồi 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 khi mà cô không có hạnh phúc rồi mỗi bữa cơm buổi chiều rồi và cô nghĩ đến hồi xưa mình có vợ chồng hạnh phúc rồi bây giờ cô đơn mình cảm giác như thế nào cô? Cảm giác mình ước gì giống như người ta có hạnh phúc, đi Dạ. đâu chở có nhau, hay là anh ơi anh đi làm chiều anh về vậy. Dạ. Rồi Ước tự vậy thôi. dạ. Chỉ ước được mình có một ông xã để mà bên cạnh mình hạnh phúc ha, vào mỗi buổi chiều buổi cơm được hết chứ cô. Dạ. Rồi khi lúc trước con gái còn ở chung cô, còn bây giờ là con gái có chồng rồi, đi đi về về rồi ở bên chồng rồi, lúc đó là cô ở nhà có một mình rồi mỗi buổi cơm mà một mình cô cảm giác như thế nào? Cảm thấy nước mắt chẳng cơm. Dạ. Buồn lắm hả con? Sao mình không cố gắng lúc trước mình tiến tới hôn nhân bước thêm một bước nữa không?
Cô nói rồi, con gái nó vô nó thấy rồi nó hãm hiếp con mình hay nó giết gì á, cô cũng rất là sợ nên cô không dám. Mình thương con mình không dám hả con? Đúng rồi, con bằng cô nuôi nó tới lớp 12. Rồi bây giờ con nhiêu tuổi rồi? 29-30 vậy á, tuổi hai ông năm 95 á. Năm nay 29-30 rồi. Rồi từ khi mà cô chia xa tay với ông xã, cô có quen một ai không? Ví dụ như mình là bạn bè được không cô? Có, nhưng mà người ta cũng đòi bước tới vậy thôi, có kiểu như vô ở rồi đơn giản, thấy mình có cái nhà vậy đó rồi vô đơn giản vậy thôi. Cô không chịu, cô nói là thôi tôi không có ưng, nhưng mà con thường nào tôi gả được á thì ông chờ được thì ông chờ, còn giờ thì tôi không chịu đâu, tại con tôi còn con gái nó vô ở rồi nó dòm ngó con mình nữa thì mình không đồng ý. Thành ra cô cam tâm cô ở vậy. Mình ở vậy rồi mình hy sinh vì con, mình nuôi con khôn lớn hả con? Sanh nó ra là một tay cô nuôi thôi, nuôi tới lớp 12. Nhưng mà nó đòi học đại học nhưng cô không có tiền. Rồi khỏi con đi làm đi, rồi phụ mẹ chứ giờ mẹ căng tay ra, mẹ lo con đi học thì không thể. Nhưng mà học rất giỏi, lớp 1 tới lớp 12 là không được không. Vậy mà mình không có tiền mình cho con đi học tiếp nữa không? Lúc đó rồi ông xã cô lúc chia tay đó là sau này có phụ cấp gì không? Không, cô không cho cấp dưỡng gì hết á. Cái người đó là không có mệnh gì để cấp dưỡng, nếu mình đòi cũng không có đâu. Kiểu người đó cũng không có đi làm, thu nhập cũng không ổn định hả cô? Hồi đó cô về buôn bán thì phụ cô đi chở đồ về rồi thôi, chứ không có phụ buôn bán. Nếu mà kêu bán phụ á, thì người ta đưa 100, người ta mua 40 bỏ túi thì kêu mình thôi. Thấy vậy mình không có kêu bán phụ. Rồi nhà cô từ xưa giờ đó luôn hả? Thì hồi đó về có má chồng, má chồng bán cái nhà ra rồi má chồng chia tiền ra về mua cái mảnh đất. Mảnh đất xong rồi cất nhà lá. Cái nhà lá rồi ông trộm vô rồi xây tường, xây không mà không có tô gì hết á. Rồi xong rồi cái từ từ cô mần ra nữa thì cô tô cô làm sửa sang hoài 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 tới gì đó nào thành phẩm cái nhà Có tiền nhiêu mình làm nhiêu hết không? thôi. Đúng rồi, Rồi khi cô lên chương trình con cô biết không? hôm đó cô cũng có nói thôi nhờ con có mẹ ở vậy mà nuôi con, thì giờ con có gia đình rồi thôi để mẹ kiếm một người để bầu bạn tuổi già chăm sóc lẫn nhau. Rồi con cô có động viên cô không Thì nó nói tùy mẹ, mẹ được ai thì mẹ cứ kết nối chứ con không cản. Dạ. Năm nay cô 7, 61 tuổi. Cô tìm nữ yêu thương thì các chú độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với mình con? Từ 64 dài lên được Từ 64 trở lên. rồi. Trở lên khoảng bao nhiêu cô? 66, 70 trở lại. Từ 64 cho tới 70. Cô hiện tại bây giờ là cô là nghề cô là kinh doanh nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cô tìm nữ thương thì các chú ở vùng miền nào, cô có phân biệt vùng miền nào không? Cô thích ở miền Tây thôi, vùng miền ngoài thì cô không thích đâu. Con khu vực thành phố Hồ Chí Minh được không cô? Được, ở thành phố cũng nên được. Từ thành phố chạy dài về miền Tây hả cô? Thì cô thì kinh doanh, cô tìm nữ thương thì cô có yêu cầu là chú làm công việc gì không cô? Thì cái đó tùy duyên thôi, bây giờ mình có muốn đi cũng không được. Cái duyên mình số đó tới tới với cái người đó. Mình giờ mình muốn cái người đó làm tiền hay là gì, cô không có nói được đâu. Cái đó là tùy duyên đối với mình. Duyên nợ của mình gặp cái ông đó được sung sướng là sung sướng. Còn gặp cái người mà không được như ý của mình muốn thì cũng không được. Thôi giờ tùy duyên. Quan trọng là cái duyên á cô. Còn như mình kinh tế thì ai cũng muốn khá hết, nhưng mà cái duyên của mình ở đâu thì mình nhận ở đó. Đúng rồi. Vậy là cô tìm nữ thương thì cô có phân biệt là các chú đó kinh tế khó khăn hay là kinh tế ổn định hay như thế nào không cô? Cô mời cô chia sẻ.
cô không có kinh tế gì hết á, đều biết nói cái tiếng Trung là được rồi. Dạ, Rồi còn giàu nghèo không quan trọng hả giàu cô? nghèo thì không quan trọng đâu. Dạ, rồi khi cô chú á, tìm hiểu nhau và cô có dự định là về bên nhà chú ở hay là bên nhà cô ở không? Bên nhà cô thì ở trong nhà không à, không có được đi ra hoài, tại vì nó có cái nhà không à, Dạ. đi ra đi vô đi thành phố được chơi thì được, Dạ. còn như dưới quê thì đi vòng 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 ở vườn tược rồi thì nó vui hơn Dạ. à, cô thích về quê. Dạ, cô thích về quê. Rồi nếu như cô kinh doanh trên đây rồi về quê là sao kinh doanh? Thì cô nghĩ bán. Dạ. Cô nghĩ là giờ nào nếu như mình hợp bên nào thì mình ở bên đó hả cô? Đúng Cho thuận đúng tiện cái công việc á. à. Dạ, con cảm ơn cô. Con mời cô chia sẻ thêm á. Tiêu chí của cô á, tìm hiểu thương các chú ưu điểm và khuyết điểm như thế nào để phù hợp với mình. Ví dụ như rượu, bia, thuốc lá hoặc là sở thích gì hả cô? Con mời cô ạ. À, cô thích cái người đó đừng có uống rượu, tại vì cô gặp ông xã cô uống rượu cô sợ quá rồi. Dạ. Rồi quýnh cô cái này nè, là ổng quýnh bầm á, rồi nó dồn dồn cái máu bầm đây, hồi đó cô cũng giận á, cô không có lăn hột gà Dạ. nên giờ á, nó bị đen chỗ đây chứ không phải là da cô bị đen. Dạ. Cô sợ lắm rồi, cái người ăn nhậu đồ á, cô sợ dữ lắm Dạ. à, biết nói ví dụ như giờ á, cái anh đó lỡ mà mua con cá chết đi, Dạ. rồi cái cô nói trời ơi, sao anh đi chợ mà anh mua con cá chết gì ăn gì anh, là nói trả lại ừ em ơi em cứ làm cho anh đi, rồi làm xong rồi cung em muối để em chiên rồi để đó cho anh, rất là được, Dạ. như nói một câu dịu dàng vậy đó, cô thích vậy đó. Ví dụ như mua con cá gì cô nói vậy, thôi mẹ mày mày muốn ăn để tao ăn à, thôi thôi cái cuộc đời chứ nấu Dạ, con mời cô chia sẻ thêm chiều cao và cân nặng của mình đó không? chiều cao cô 1m50 à, Dạ. nặng 55 kg à. Dạ, cô tìm nữ thương thì các chú chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Thì cao hơn cô cũng được rồi, cả nặng cũng được, cô Dạ. giờ cô không có nói là cao 1m65 hay là 1m60 Dạ. gì á, thì cô Không. không có nói Dạ. được. Thì các chú chiều cao và cân nặng đối với cô là không quan trọng. Dạ, con cảm ơn cô. Cuối chương trình, cô có những lời gì bày tỏ để cho các chú an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu cô không? Cô mời cô chia sẻ. Em đến cái chương trình này á, là để cho mấy anh biết em là em đi vậy là 2006 mà em nuôi con em là hôm nay 30 tuổi rồi, rồi em gả hôm nay cô đơn, nhưng anh nào cô đơn giống như em vậy thì xin liên lạc về Phúc Nghĩa để tìm hiểu nhau và đến với nhau. Dạ, rồi khi mà con cô có gia đình rồi cô ở một mình rồi cô cảm thấy như thế nào vào mỗi bữa cơm? Thấy cũng buồn, Dạ. mình ao ước hả, mình được cái giống như mọi người có hạnh phúc gì đó. Dạ. Mình ra đường mình thấy cô chú đồ hạnh phúc rồi cô cảm thấy như thế nào? Cô ấy tuổi Dạ. tuổi bản thân cô ước ao gì giống được như vậy, sao người ta được mình không được. Dạ, con cảm ơn cô. Thì hôm nay cô đến với chương trình anh em con, cô có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh của cô đăng lên cộng đồng mạng truyền thông để tìm nửa yêu thương cho cô không cô? Dạ được. Dạ, con cảm ơn cô. Cuối chương trình con cũng chúc cô sớm tìm được nửa yêu thương để đi hết quãng đường còn lại. Dạ, em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị thân thương ở các video sau. Cô chú anh chị có tìm người thân thất lạc, tìm việc làm, kết nối yêu thương, vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ, con chào cô. À, chào cô. Dạ.